Yoga thì là một bộ môn rất là tốt cho sức khỏe và tinh thần. Thế nhưng mà yoga thì cũng có cả yoga jit và yoga jat. Và yoga mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay chính là Lenovo Yoga Slim Carbon. Dải sản phẩm yoga của Lenovo thì đã trải qua rất là nhiều các phiên bản khác nhau. Mỗi một phiên bản thì đều có những nét riêng biệt. Nhưng mà về cơ bản thì vẫn giữ được nét đặc trưng của yoga, đó chính là sự linh hoạt. Thì đầu tiên mình sẽ nói về sự linh hoạt của chiếc laptop này trước. Đó chính là phần bản lề. Bản lề này có thể mở ra được một góc là 180 độ. Khi các bạn mang đi làm này hoặc là khi các bạn mang đi gặp khách hàng, có thể đứng để làm việc hay là cần cho người đối diện xem, có thể mở chiếc bản lề này ra là một góc 180 độ thay vì là xoay cả chiếc laptop của mình lại. Các sản phẩm dòng yoga của Lenovo thì luôn được Lenovo chú trọng hướng đến đối tượng người dùng là doanh nhân cũng như là dân văn phòng. Vì thế màn hình trên chiếc Yoga Slim Carbon này mình thực sự ấn tượng khi có chất lượng hiển thị rất là tốt. Ở đây thì độ phân giải sẽ đạt là 2560x1600. Màn hình này là màn hình tỷ lệ 16:10, tức là cùng một kích thước là 13 inch. Thế nhưng màn hình có tỷ lệ này sẽ có khu vực hiển thị rộng hơn, sẽ cho các bạn góc nhìn tốt hơn này, cũng như là khi làm việc mắt nhìn vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Chất lượng hiển thị khi đo đạc rất là tốt khi đạt tới 100% giải màu sRGB, 96% giải màu Adobe RGB, độ sáng lệch màu sắc đạt là delta E lớn hơn 2 và độ sáng đạt tới là 300 nit. Màn hình này thì chắc chắn là sẽ phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng từ cơ bản cho đến nâng cao. Khi các bạn check các file ảnh này hoặc là khi làm các phần mềm Photoshop hoặc là edit video nhẹ nhàng thoải mái, nhìn dùng màn hình này chắc chắn là chất lượng hiển thị cũng sẽ rất là cao. Và màn hình này thì là màn hình chống chói. Nếu như mà là màn hình gương nhá, thì các bạn nhìn ra ngoài trời ánh sáng này sẽ bị đèn chiếu vào, sẽ gây lóa mắt. Nhưng màn hình chống chói thì dù sử dụng trong môi trường ánh sáng nào cũng sẽ cảm thấy không bị mỏi mắt, cũng như là hình ảnh hiển thị nổi khối vô cùng sắc nét, và hình ảnh thì cực kỳ chân thực và sống động. Tiếp theo thì nói về cạnh viền, mặc dù bốn cạnh viền siêu mỏng, thế nhưng mà trên cùng Lenovo vẫn sẽ trang bị cho các bạn một chiếc webcam có hệ thống cảm biến. Về hệ thống cảm biến này thì sẽ hoạt động theo giao thức bảo mật riêng. Ví dụ như là khi các bạn đang sử dụng này mà sẽ có một người đứng đằng sau, sẽ có hiển thị cảnh báo ngay ở phía trên phần màn hình. Và khi mà các bạn bình thường nhá, mà khi không sử dụng máy nữa, các bạn sẽ phải sử dụng phím để có thể khóa máy vào. Thế nhưng đối với Lenovo Yoga Slim này, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cũng như là cài đặt. Khi mà mình không sử dụng nữa, mình không ngồi trước máy tính nữa mà mình bỏ đi, thì máy sẽ tự động khóa máy vào. Điều này thì là một tính năng khá là hay ho, cũng như là khá là thú vị, cũng như là bảo mật cho máy rất là cao của yoga mà mình rất là thích. Và vì đây là dòng yoga để gập mở các hướng, thế nên là cảm quan khi sử dụng của mình thì mình thấy chất lượng khá là ổn. Vì dù sao thì mức giá của sản phẩm này cũng lên tới hơn 31 triệu đồng, có thể coi là thuộc phân khúc cao cấp tại Việt Nam. Thì quay trở lại với phần hình thức bên ngoài, sản phẩm Yoga Slim mình đang có ở đây hiện tại được phủ toàn bộ màu trắng mà Lenovo có tên gọi rất là kêu, đó chính là Moon White. Với lợi thế thì rõ ràng của màu trắng đó là việc hạn chế tối đa việc hiện rõ các vết bám vân tay này. Thế nhưng mà các bạn vẫn cần phải chú ý vệ sinh thường xuyên cho máy để tránh chuyển từ màu trắng như màu trắng mốt thế này sang màu trắng ngà nhá. Một điểm thú vị nữa đó chính là cân nặng của sản phẩm này, trong khi trọng lượng thực tế tính không có sạc này chỉ nặng chưa tới 1 kg, theo mình nhớ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 966 gram thôi thì phải. Và để làm được điều này thì Lenovo đã sử dụng chất liệu đó chính là carbon trên sản phẩm, được gia công rất là tỉ mỉ và có chất lượng cực kỳ tốt. Chất liệu carbon này thì theo như hãng giới thiệu thì đây là chất liệu chuyên dùng để có thể chế tạo các siêu xe. Và thêm vào đó thì hầu hết các dòng laptop của Lenovo đều đạt độ bền chuẩn quân đội, và Yoga Slim i7 này cũng không phải là ngoại lệ. Thế nên là tổng thể máy cực kỳ chắc chắn, kể cả khi các bạn ấn mạnh vào khu vực khung bàn phím này hay là gõ văn bản với cường độ mạnh thì máy cũng không hề có hiện tượng off ép hay flex ở bất kỳ một khu vực nào cả. Chuyển sang phần bàn phím thì mặc dù bàn phím của Lenovo trước giờ vẫn là hoàn thiện rất là tốt, nhưng mà có lẽ thì để đáp ứng được độ mỏng của sản phẩm chỉ có 14mm, thế nên cảm giác sử dụng bàn phím của mình cho thấy dường như là Lenovo đã giảm đi một chút hành trình phím xuống thì phải. Các bạn sẽ chỉ cần đến khoảng 2-3 ngày để có thể làm quen với chiếc bàn phím này thôi, cũng không có gì đáng nói đến chiếc bàn phím này cả. Gõ bàn phím, gõ văn bản cực kỳ tốt này, không có bàn phím số. Thế nhưng mà
cảm giác gõ rất là thích, cũng rất vẫn rất là sướng. Chuyển xuống phần touchpad thì kích thước thuộc trung bình, cảm giác gì tốt, tracking chính xác sẽ nhờ một lớp kính mở được phủ lên trên phần touchpad này. Các phím chuột trái và phải vẫn được làm liền mạch, ấn xuống không bị tiếng động quá là lớn. Nhìn sang hai bên thì cổng kết nối cũng được sản phẩm tinh giản tối đa với chỉ có là 3 cổng USB Type-C hỗ trợ giao thức Thunderbolt 4. Mặc dù là phần ký hiệu trên cổng kết nối các bạn có thể thấy là chỉ một cổng có biểu tượng sạc, nhưng thực tế các bạn có thể cắm vào bất kỳ cổng Type-C nào cũng được. Hoặc là nếu chẳng may quên sạc thì có thể mượn tạm cục sạc hoặc là chỉ cần hỗ trợ giao thức Power Delivery là được. Đó chính là lợi thế rất là tiện lợi của cổng USB Type-C. Và tuy nhiên nếu như mà nhu cầu sử dụng cao hơn thì rõ ràng là chúng ta cần phải mua thêm các loại cổng chuyển đổi để mở rộng ra các cổng kết nối khác. Cuối cùng là về cấu hình, máy sẽ được trang bị CPU Intel Core i7-1165G7 thế hệ thứ 11 mới nhất, 16GB LPDDR4, 1TB SSD, đồ họa tích hợp Iris Xe, một là cấu hình phải nói là quá là tuyệt vời cho những ai có nhu cầu sử dụng multimedia hoặc là những ai làm content hoặc là với những doanh nhân nào cần phải chỉnh chiếu cũng là đi họp rất là nhiều. Và cuối cùng thì ai sẽ là người nên mua dòng sản phẩm Yoga Slim này? Theo ý kiến cá nhân của mình thì sản phẩm này sẽ hướng tới những người cần một thiết bị mang đi mang lại này, có thể là doanh nhân, người dùng yêu thích sự đơn giản vì sự tiện lợi. Siêu nhẹ thì chỉ có hơn 900g, siêu mỏng, về thời lượng pin thì có thể lên tới hơn 11 tiếng. Màu trắng thì cực kỳ sang trọng với tên gọi là Moonwhite. Chất lượng âm thanh cũng rất là tốt khi được trang bị Dolby Vision. Nói chung đây là một mẫu laptop mà mình khá là thích và với mức giá là khoảng hơn 31 triệu đồng. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video cho mọi người có thể tham khảo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.